Ba chỗ dựa an toàn nhất cho tuổi già. Con cái cũng có cuộc sống riêng, có những mối quan tâm riêng, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cha mẹ già. Cho nên, muốn có một tuổi già an nhiên, hạnh phúc, cần chủ động tạo dựng cho mình những chỗ dựa vững chắc. Thứ nhất là sức khỏe. Nhiều người cho rằng, chỉ cần dành dụm được nhiều tiền, cuộc sống về già sẽ tự do và sung túc. Nhưng lại quên mất rằng, nếu không có sức khỏe thì đồng tiền cũng trở nên vô nghĩa. Thứ hai là người bạn đời. Tuyệt vời nhất là ta vẫn có một người bạn đời ở bên cạnh. Có một bờ vai để dựa vào, có đôi tay để dìu bước nhau, vui buồn, đau bệnh cũng chia sẻ cùng nhau. Không phiền tới con cháu mà vẫn có niềm hạnh phúc riêng của tuổi già. Thứ ba, tiền dưỡng già. Cha mẹ thương con, là khi về già không phiền đến con cái phải nuôi mình. Hãy để dành cho mình một khoản tiền dưỡng già, từ đó mà chủ động được cho cuộc sống ở tuổi xế chiều, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe. Hãy theo dõi Nguyễn Văn Hành Bất Động Sản mỗi ngày để nhận thông tin hữu ích về vàng và bất động sản nhé.